gái Nhật đó. Metanisa là he he he. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và mình là Slenderman đây. Hôm nay mình lại tiếp tục mà ảo ngược rồi các bạn ơi. Thực ra không phải là mình hả vô tình mà ảo ngược đâu, mà mình cố tình mà ảo ngược. Tại vì ngày hôm nay mình sẽ đi thăm chị gái Nhật đó. Metanisa là he he. Ok, giỡn rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục phải chơi game kinh dị Nhật Bản rồi. Các bạn yêu cầu mình quá là nhiều luôn. Tại vì á, lần trước mình có nói với các bạn là hả, cái game này nó có chapter 1 là chắc chắn nó sẽ có chapter 2. Mà đúng thiệt, mình vừa nói xong luôn cái là qua mấy bữa sau nó có chapter 2 thiệt các bạn. Rồi vừa ra chapter 2 cái là bắt đầu mình thấy lạnh người rồi đó. Tại vì mình biết là mỗi lần mà nó có chapter mới là các bạn sẽ kêu mình tiếp tục chơi đi ấy, cho nên là mình rất là sợ. Mà người ta nói á, càng sợ thì càng muốn làm, giống như là các bạn sợ ma mà muốn xem phim ma vậy đó. Ok, ngày hôm nay là mình đã chuẩn bị đầy đủ, áo ngược là để như vậy nè. Rồi, coi coi sao nữa là mình còn mặc thêm bỉm vào để cho nói chung là không có bị gọi là hạ tè ra quần các bạn ơi. Ok, ngày hôm nay mong là vô chapter 2, chị gái Nhật ơi đừng có hù em nữa. Ok, mong là như vậy. Ok thôi, let's go. What? Cái gì trước mặt kìa các bạn? Chapter 2, nhưng mà đằng sau lưng cái chapter 2 là cái con gì mà cái mắt nó màu trắng trắng kìa các bạn ơi. Ok, mình vừa mới bay tới Nhật Bản để tham gia chapter 2 của game kinh dị Nhật Bản các bạn ơi. Thì lần trước, có nhiều bạn nói với mình, anh thật sự rất là nhát gan luôn. Tại vì sao? Tại vì lần trước á, mình chơi game kinh dị Nhật Bản mà mình rủ thêm người, cho nên là các bạn kêu mình nhát gan. Hôm nay mình quyết định luôn rồi. Quyết định trong nước mắt đó là mình sẽ chơi game kinh dị Nhật Bản một mình thôi, không có rủ đứa nào hết á. Rồi ok, let's go. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào thôi các bạn ơi. Oh my god. Wait, từ. Cái này là lúc mà kết thúc chapter 1 nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi tới. Ok, không có gì phải sợ hết bạn à. Mình sẽ tập trung. Who are you? Ủa, ai hỏi mình vậy? What? Ủa, hay là mình hỏi ai? Mình có thấy cái gì đâu mà who are you? Ok. Ok, quay. Ủa, oh my god, quay, cái gì? Có một chữ màu đỏ gì đó, tiếng Nhật các bạn ơi. Friend gì đó. Oh my god, mở cửa rồi. Ok. Mới vô mà who are you thì mình không biết. Một con ma cổ dài nó mới đi ngang qua luôn các bạn ơi. Đó là gái Nhật cổ dài hả? Nó kìa. Các bạn thấy không? Oh my god. Bây giờ mình phải đi tìm chìa khóa. Oh my god. Ở trên cái cầu thang hả? Ok, mỗi lần mình đi tới một bước. Nè, tìm cầu thang. Tìm chìa khóa trên cầu thang. Oh my god. Ui, cái gì vậy? Ui, sao cái cổ nó dài vậy? Oh my god, chị gái Nhật hôm nay là có cái cổ cực kỳ dài luôn. Rồi ok, hiểu rồi, bây giờ tìm chìa khóa. Cái quan trọng là tìm chìa khóa ở đâu nè. Rủ thêm đứa nào nó chơi cùng đi cho nó đỡ sợ. Oh my god. Ui, sao mình chạy nhanh không được hả? Mình chạy nhanh không được các bạn ơi. Ok, hết rồi. Nó kìa. Mới vô gặp ma rồi. Thôi, chạy về thôi. Ok, mình xin tạm dừng video đây nha các bạn ơi. Mình không muốn chơi đâu, mình về đây. Ok. Ở đây không có bạn ơi. Hay là nó kêu mình tìm chìa khóa ở trên cầu thang. Chỗ này bị khóa nè, ok. Rồi, bây giờ đi tiếp nào. Ok, bây giờ mình đi tiếp nào. Ok, ở đây không có gì hết các bạn ơi. Đi ra thôi. Oh my god. Đi tiếp nào. Chìa khóa ở đâu? Chìa khóa trên cầu thang đúng không? Hồi nãy nói là ghi chìa khóa trên cầu thang, hay là mình sẽ tìm gọi là hả? Tìm chìa khóa để mở lên cầu thang. Ok, từ nha, coi có ma không? Chắc mình nghỉ quá, mình không chơi đâu. Nó xuất hiện ngay mặt luôn. Bây giờ là mình phải chạy qua cầu thang đúng không? Hay là sao? Đúng không? Ok. Trời ơi, gì vậy? Sao cổ chị dài vậy? Cổ chị dài để chị nhìn em gần hơn. Ok.
Ok. Chị ơi, chị Mai Nhật Bản ơi, chị tha cho em đi. Tha cho em đi, em biết gì đâu, em mới vô đây à. Tính ra có mấy đứa kia còn đỡ, giờ một mình mình phải chống chọi với con ma này hay sao? À, chạy, lên cầu thang, ok. Rồi, lên cầu thang. Rồi, sao nữa? Ủa, sao tới thua vậy trời? Ok. À, dĩ đâu kìa. Oh my god. Rồi, bị khóa rồi. Oh my god, cần tìm chìa khóa. À, mình hiểu rồi. Tìm chìa khóa lên cầu thang các bạn ơi. Oh my god, rồi. Ô, khỏe. Hết sợ ma rồi. Gì đây? Ờ, cái này là một cái vườn theo kiểu Nhật Bản các bạn à. Wow, trong một cái nhà mà có một cái vườn đẹp đến như vậy à. Ok, nhưng mà chúng ta không thể lơ là được. Nó dụ mình đó bạn, nó dụ mình á. Nó làm phong cảnh đẹp đẹp vậy để nó dụ mình á. Ôi, một con ma rồi bạn ơi. Một con ma Nhật Bản đang ngồi trên cái cây. Ôi mày, kết ma cây hả? Rồi, khoan, trong đây. Trong đây có một bức tranh. Một bức tranh một cô gái. Ở đây là gì đây? À, file được cái... À, đây, trời ơi, cái gì đây? Có tờ giấy, có chìa khóa rồi. Ok, à, tôi ghét cô ấy. Cô ấy giống như là hả tôi gì đó gì phải không ta? Cô ấy giống như là Simi là gì? Ok, thôi nói chung là cô ấy giống như một gái gọi là hạ bỉ gì bạn. Thôi nha. Ok, không có rồi, mở cửa cho tôi. Cái gì vậy? I need fire level. Oh my god. Mình phải quay lại cái cửa hồi nãy à. Really? Cái cửa hồi nãy bên kia đúng không? Bên kia. Quẹo. Ok, từ nha. Tập trung, bây giờ chạy nè. Ma cổ dài. Mình không chạy nhanh được. Ai? No! Bên đây, chìa khóa, lấy chìa khóa, mở cửa. Ôi mày, kết cà chua không vậy? Sao toàn cà chua không vậy? Mở cửa không được. No! Mình tìm thấy cái cửa nhưng mà mình mở cửa không được. Mà cửa đó toàn cà chua không à. Thôi, tốt nhất đừng nên vô cái cửa đó. À, chắc cái cửa bên này. Nhanh à. À, kẹt rồi, cứu Happy, đúng rồi. Oh my god. Wait. Ok, nó vô không được. Ma này không biết mở cửa. Ok, cái gì đây? I want help but again. Rồi, ok. Ok, tôi xin lỗi. Tôi không gì đó. Ok, không thể nào gì đó. Rồi, ok, không thể nào gì đó. What? Cái này là cái ghế đó các bạn. Ui, trời ơi, thối quá. Cái này là ghế điện các bạn. Ok. À, có cần gạt đây rồi. Rồi, ok, mình đã gạt được cần gạt các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình mở cửa ra có nó ngoài không đó. Kìa, nó kìa. Đi, đúng rồi. Em xin chị, đi. Yeah. Kìa, quay lại. Ok, mở cửa được rồi. Oh my god, trong đây toàn cà chua không vậy? Ok, no one. À, không có một cái tình yêu hả? Mình mới lên Google dịch ra cái này. Nó dịch là hả, không ai từng yêu tôi. Vì tôi là ai? Rồi, ok, tôi sẽ là người khác. Lần sau mình không hiểu, nói chung là cái này Google dịch mình cũng chả biết nữa bạn ơi. Rồi, chúng ta tiếp tục nào. Kìa, con ma kìa, nó không thấy mình đâu, mình chạy qua đây, Come on, mình phải lên được cái kia các bạn ơi, mình phải lên được cái cầu. Rồi, ok, để nó đi qua bên kia đi, nó đâu rồi. Ok, đừng có chạy ra đây nha. Mình không thấy nó đâu ta. What? Nó đâu rồi? Ok, đừng bị bắt nha, bị bắt nhục lắm luôn á. Rồi, ok. Nó có vô đây không? Hình như là mình quẹo là nó không quẹo các bạn ơi. Đúng rồi. Oh my god, đau tim thiệt luôn các bạn à. Chơi một mình nó rất là sợ nha các bạn. Có thêm người không sao mà có một mình là sợ. Ok nha. Ôi ôi, nãy giờ mất biết bao nhiêu thời gian mà chỉ qua được cánh cửa này thôi sao? Đùa nhau chắc. Rồi ok, mở cửa được rồi. Ok. Yeah. Ok, bây giờ mình đã mở cửa được rồi. Ok, ổn rồi. Ok. Ui, cái này tiếng Nhật không mà mình không biết. Cái này các bạn nào biết dịch thì dịch nha. Rồi, ok, tiếng Anh mình không biết mà tiếng dịch mình cũng không biết nữa. Ok. Rồi. Cái gì vậy? Sao cái đèn nó chớp vậy? Ok. Rồi, cái gì vậy? Bây giờ mình đang đi vào bạn ơi. Rồi, ok. Mình không muốn là có một cái gì đó xảy ra đâu. Nó đang nói gì? Đứng hình mất 5 giây luôn các bạn ơi. Nó lọt cái đầu ra, nó nhìn mình.
cái cổ nó dài cực kỳ luôn á, nó dài vậy nè. Ok, mình không dám đi nhanh. Con người còn dám đi nhanh chứ mà có một mình đi nhanh sợ lắm các bạn à. Ủa? Mở cửa được không? Ui, mở được nè, mở được nè. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ok quá, được rồi. Ui, cái này cẩn thận nha, cái này cẩn thận rớt á. Wow, cái khu này chỗ nào đẹp vậy? Tại sao lại có một cái những cái hòn đảo? Ui, cái này hòn đảo bay luôn các bạn. À, hòn đảo bay, được, được, được. Kệ nó, đợi kệ nó. Đi, đi, đi. Ui, lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp. Hết hồn. Tụi rớt chứ. Rồi sao nữa? Không, qua đây, không, qua đây hả? Qua đây cần gạt. À, có cần gạt, có cần gạt. Tập trung vô. Phải tập trung vô. Oh my god, một cái cơ quan gì đó. Wow, quá hay, quá hay. Rồi, ok. Ok. Meet friend hả? Gặp bạn các bạn ơi. Mình gặp bạn à, bạn của mình đâu? Ok, bạn của mình đâu? Ok, mình chả thấy bạn mình đâu hết á. Một bức tượng đó bạn. Oh my god, một bức tượng samurai các bạn ơi. Nó kêu mình gặp bạn, bạn mình đâu mà gặp. Ok, mình chả biết bạn mình ở đâu nữa. Ok. Hello my friend, hello, hello my friend. Có ai đây không? Hello my friend. Hello my friend. What? Một cái con gì đó bốn tay các bạn à. Oh my god. Ui. Ui. Samurai này nè. Cái bức tượng samurai này nè các bạn. Oh my god, nó có bốn tay luôn các bạn. Đây, bức tượng samurai này chắc chắn 100% luôn. Cái bức tượng samurai này nãy các bạn thấy không? Ok. Rồi. Ok. Cỡ nào cỡ mình sẽ không buông tay đâu. Mình buông tay là mình bị bắt liền. Ok, từ. Vũ nó ra ngoài. Vũ nó ra ngoài xong mình chạy vô. Ok rồi. Rồi đó nè bạn không? Kìa. Tượng samurai rõ ràng luôn. Chạy! Dí theo kìa, chạy. Ok, nó không dí theo mình rồi. Ok, mừng quá. Ôi, đừng cung. Ôi, mở cửa. Kìa, nó bự quá, nó dí theo mình không kịp các bạn ơi. Kìa, nó không dí theo nữa. Ê, liêu, kẹt coi. Ok, ổn rồi, I'm fine. Ôi, mình ra ngoài đường nè các bạn ơi. Ồ khoan, sao lại có cánh cửa này? Bên đây cũng có một cánh cửa nè các bạn, từ nha. Mình phải tìm coi có manh mối gì không nữa. Mở được không? Ui, sao nhiều cánh cửa vậy? Bên đây cũng có một cái nè. Còn cái này là cánh cửa phát sáng, chẳng lẽ mình thoát ra ngoài được à? Ok, từ. Mình nghĩ nó không dễ. Không dễ gì đâu. Ok, mình sẽ thử vô mấy cánh cửa này trước nha. Con qua cây quanh đạo bạn ơi. Ôi mày có đẹp quá, trời ơi đẹp quá bạn ơi, màu hồng nam tính của mình luôn. Thích thiệt. Rồi, I will. Rồi, ok. Tôi có thể thay đổi gì đó. Tôi có thể thay đổi tôi à. Ok. Tôi là một người khác. Giống như câu hồi nãy các bạn ơi. Rồi, ok, từ nha, đi tiếp nha. Vậy là mình phải qua bên phòng bên kia. Mình xem coi như thế nào. Nói chung á là hình như cái người này đang bị cái gì các bạn ơi. Kiểu như là không được tình yêu hay gì á, cảm giác bị điên luôn hay gì á. Bị crazy luôn các bạn à. Oh my god. Quay các bạn. Cái chỗ này là cái chỗ mà chịu hồi với hồi trước nào mà nó bự hơn các bạn ơi. Vậy chắc chắn là nó chịu hồi một cái con gì rất mạnh rồi. Ok, cái gì đây? Si cô ấy đã tạo ra nó hả? Jason các bạn ơi. Ok. Rồi. Đặt cái gì đó ở đây là thiệt các bạn ơi. Vậy là cái này đúng không? Cái này là ok, rồi. Vậy là có ai đã tạo ra nó rồi. Phâu gì đây, tìm con bướm nè, đây con bướm nè. Mình đã tìm được một con bướm đó bạn ơi, con bướm này rất là đẹp. Con bướm này cực kỳ đẹp luôn, phát sáng. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ ra ngoài. Rồi ok, hiểu rồi. Mình đi qua những cái phòng này để mình tìm manh mối các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đi vô trong đây. Rồi ok. Hình quá, không có mà. Rồi ok. Đây tôi có con bướm nè. Đấy, con bướm xuân. Đấy, à, tìm ra con bướm mới mở cửa được. Ủa sao mình lại qua căn phòng khác ta? Ok. Rồi. Một căn phòng nữa các bạn ơi. Mình sẽ qua căn phòng này để mình tìm manh mối. Vậy là kiểu như cái này giống mì cục. What? Cái gì mới thò tay xuống vậy? Ui, sắp đi ra quá. Ok, mình đi ra sao tìm manh mối được? Mình mới thấy cái gì mới thò tay xuống luôn các bạn. Làm hết hồn. Hết hồn chim én. Ok, rồi. Rồi. Cái phòng này có gì không trời? Ủa đâu có gì đâu, có cánh cửa nè. Khoan, nó có tờ giấy các bạn ơi. Nó có một tờ giấy nữa, trời sao nó ghi nó giấy nhiều vậy. Ok, thời gian đọc cái này á là cái gì đây? Thời gian mà bạn đọc cái này á là sau đó cô ấy gì đó. Ok rồi, bây giờ mình cần phải đi đâu bạn ơi? Có gì cần phải có cái gì niềm tin gì đó, niềm tin cuộc sống. Ok rồi, bây giờ mình đi tiếp nha. Rồi. Ok, có mấy đứa kia nó dịch giùm mình ha, chứ mình không biết, hồi sợ mình không biết dịch đâu.
ok, có mấy đứa kia nó dịch giùm mình mà bây giờ nó không có ở đây rồi, mình một mình phải chịu thôi. Trong khi một mình còn phải vượt qua được những cái nỗi sợ này nữa. Ok. What? Gì vậy? Hua. Đùa nhau à? Ok, mình phải giả bộ mình cứng lên các bạn. Mình cứng lên, mình không sợ gì á. Nhưng mà chắc là trong lòng mình đang tan vỡ. Ok. Rồi rồi, trong này giải thích. Vậy theo mình thấy ở đây á, là chắc là nó giam một cái con ma nào rất là khổng lồ luôn các bạn ơi. Ok. Rõ ràng là đây nè, đây người ta có nói nè, có thể là cái con ma nào đó nó đã thoát khỏi cái dòng di tích này rồi. Di tích này đứt hết rồi các bạn thấy không? Mình nghĩ là nó có giam một con ma nào đó rất là khổng lồ luôn các bạn. Nhưng mà mình cũng chưa biết nữa, cái đó là mình dự đoán thôi, chứ mình không dám chắc. Rồi ok. Còn một cái cánh cửa nữa đúng không? Cánh cửa nữa ta. Cánh cửa này nữa các bạn ơi. Rồi ok. Sợ thiệt luôn các bạn à. Nói gì nói chứ chơi game kinh dị là. Ui, có một con bướm kìa. Có một con bướm màu xanh xanh đằng kia kìa. Mà ok, open the door hả? Open the door. Ok. Cái gì vậy? Là cái gì nói dối các bạn ơi? Có gì đó tôi nghĩ cái đó bạn nghĩ. The murder. Oh my god, có mẹ ở đây nữa à. Ok, cứ lấy cái này đi các bạn. Rồi ok. Yeah. Lại tiếp tục tìm được một con bướm rồi, một con bướm xuân rồi. Ok, vậy là thấy mùa xuân. What? Gì vậy? Trở lại từ đâu à? Oh my god, no. Ok, khoan, không có trở lại đâu các bạn. À, mình lấy được con bướm là mình phải đi vô cánh cửa này nè. Cánh cửa màu xanh, có một cánh cửa màu xanh y như vậy luôn. Rồi, hiểu rồi. À, ok, rồi hiểu, ai biết đâu. Hồi nãy con bướm ở đâu ta? Con bướm ở đây đúng không? Ghê quá. Ghê quá đi. Một con bướm. À, con bướm nằm ở đâu đây nè? Ủa khoan, con bướm nằm ở đâu ta? Ơ, à, chết rồi, ngu người rồi các bạn. À, bên kia, bên cái cánh cửa giữa đúng không? Chết rồi, mình hay quên lắm bạn, mình thực sự mình hay quên lắm. Mình cái trí nhớ mình không có tốt, cho nên là mình ok rồi. Phải không ta? Nói chung là mình không được đi vô cánh cửa kia. Đúng rồi, mình không đi vô cánh cửa kia nha. Ok. Nó dụ mà, nó kêu mình open the door. Nó kêu mình mở cửa ra xong rồi nó hụt mình. Ok, để mình coi bên đây còn cánh cửa nào không nữa. Không có rồi, đi không, quay lại. Mình sẽ qua bên cánh cửa bên kia. Bên cánh cửa bên đây nè. Đấy, tập trung vô các bạn. Chơi cứ hù nhau hoài. Ok, mình là một cái gọi là mong manh giấy vỡ. Come on, đi nào. Đâu rồi, cánh cửa màu xanh đâu rồi, ở đâu rồi. Đây. Đây rồi, đúng không ta. Ok, yes, chuẩn luôn. Woo, yeah, woo, thoát được rồi. Ok, yeah, woo, thoát được rồi, yeah. Ok, để nó loát các bạn ơi, rồi, ok, yeah. Ok, quá gì vậy? Of the gì đó. Ok. Bây giờ chúng ta phải đợi tí nữa. Rồi xong luôn rồi các bạn ơi. Không hiểu tại sao nó đứng luôn rồi. Nhưng mà hồi nãy khi mà nó hiện lên chapter 2 và số 2 cái bên á, là đó là cái phần 2 của chapter 2 á. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần 1 rồi. Ok, mình thực sự luôn á, sang trắng tâm lý thiệt sự luôn các bạn à. Nó hù một cách rất là ghê luôn. Đùng một cái tự nhiên nó xuất hiện. Rồi xong, không biết phải làm sao nữa. Ok, nhưng mà lần này đỡ hơn lần trước rồi. Ok, khoan, như mình thấy có gì đó. Ok, không có gì hết các bạn ơi. Rồi ok, nói chung á là lần nào mình thấy cũng sợ á, phần nào cũng ghê các bạn ơi. Toàn là những cái màn zoom cam mà phải nói là rất đỉnh cao luôn á. Nó canh cái lúc mà mình đang tập trung nhất á, nó hù. Trời ơi, sợ thiệt. Nhưng mà theo như mình thấy là qua cái thông tin trên mấy tờ giấy á, mình dịch sơ ra á, thì mình Google về thôi chứ mình cũng chả biết đâu. Là kiểu như là cái này như là do bị tình yêu gì đó. Chị gái Nhật đó kiểu như là thất tình hay sao đi, gọi là hả, đi hù người ta. Chắc là vậy. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu hay đừng quên để cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ cùng mình để xem mình cao. Bấm nhận cao nếu các bạn là fan chính ủng hộ mình nha. Rồi thôi, hẹn gặp lại ở
tập thứ 2 của chapter 2. Ok, bye bye.